Messi tuyên bố đành thép sau trận thua Ả Rập Xê Út. Chia sẻ sau trận, tiền đạo 35 tuổi cho biết: "Chúng tôi hiểu rằng Ả Rập Xê Út sở hữu những cầu thủ giỏi với trái bóng trong chân và cũng đã chứng kiến điều đó. Không có lời bào chữa nào cả. Các cầu thủ cần phải đoàn kết hơn bao giờ hết. Đội tuyển Argentina rất mạnh, cũng đã trải qua một thời gian dài. Chúng tôi không biết mùi thất bại. Thực sự trận thua vừa qua là đòn giáng mạnh vào các cầu thủ. Tất cả đều không mong đợi đội tuyển Argentina sẽ khởi đầu theo cách này. Mọi thứ diễn ra đều có nguyên do của nó. Chúng tôi cần phải chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới. Thắng hay không thắng hoàn toàn phụ thuộc vào các cầu thủ." Lionel Messi khẳng định. Albacete phô diễn sức mạnh khi chèn ép Ả Rập Xê Út ngay từ những phút đầu tiên. Thậm chí, đoàn quân của huấn luyện viên Lionel Scaloni còn mở tỷ số trước do công của Lionel Messi trên chấm phạt đền. Dù vậy, khoảng thời gian còn lại của trận đấu là sự khó chịu của đội tuyển xứ Tăng Cầu. Bởi lẽ, Argentina có ít nhất 2 lần đưa bóng vào lưới đối thủ nhưng đều bị từ chối. Ả Rập Xê Út luôn chủ động đội hình và đưa các cầu thủ Argentina vào thế việt vị. Sang hiệp 2, chiếc mương xanh bất ngờ tăng tốc. Hai pha lập công của Saleh Ansari phút 48 và Salem Andosari đã giúp Ả Rập Xê Út tạo nên cơn địa chấn, qua đó khiến người hâm mộ Argentina phải câm lặng. So với 4 năm trước, đội bóng Tây Á đã có khởi đầu tốt hơn rất nhiều. Tại World Cup 2018, Ả Rập Xê Út đã phải nhận thất bại đậm đà 0-5 trước chủ nhà Nga ở trận khai mạc. Dù vậy, với việc đánh bại Argentina và có 3 điểm, cơ hội đi tiếp của Ả Rập Xê Út tại bảng C World Cup 2022 đang rộng mở.